Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của X Mobile Channel. Không cần mình phải giới thiệu thì có lẽ các bạn cũng đã nhận ra trên tay mình đang cầm bộ đôi gì rồi đúng không? Một chiếc máy thì là có số 10, một chiếc máy thì có số 9. Đây là Apple iPhone 10 và đây là Samsung Galaxy Note 9. Một con số 9, một số 10 đều là những con số mà ngày xưa chúng ta đi học rất là thích, thì bây giờ có lẽ các bạn cũng sẽ rất là thích nó mà thôi. Bộ đôi này hiện tại thì đang có mức giá khá là tương đồng với nhau. Giá cụ thể các bạn có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video này nhé. Đừng quên hiện tại ở X Mobile cũng đang có chương trình khuyến mãi chào xuân sang. Khi các bạn tới đây mua máy thì có thể được giảm giá từ 500 tới 1 triệu đồng. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn đến từ X Mobile đang chờ đợi các bạn tới và rước về nhà. Quay trở lại với nội dung chính trong video ngày hôm nay, đó là mình sẽ chia sẻ về hai chiếc máy cực kỳ đáng mua trong phân khúc 16 triệu thì ở đây: Samsung Galaxy Note 9 và iPhone 10. Về bộ đôi này có lẽ là mình cũng không cần phải nói nhiều, nó đều đến từ những thương hiệu rất là nổi tiếng, một bên thì là Táo, một bên là Sung. Chúng ta sẽ có một chiếc máy đến từ nhà Apple, một chiếc máy kỷ niệm 10 năm và nó có thiết kế rất là đột phá so với những thế hệ tiền nhiệm của nó như là iPhone 7 Plus hay là iPhone 8 Plus. Dẫu biết là chiếc iPhone 10 này đã ra mắt được hơn 1 năm rồi nhưng các bạn có thể thấy rằng là ở thời điểm hiện tại cái hiệu năng của nó vẫn cực kỳ là tuyệt vời. Với chiếc máy này chúng ta sẽ có con chip Apple A11 cùng với đó là 3GB RAM, và với hiệu năng của nó thì những cái tựa game như kiểu Lego Mobile hay là PUBG Mobile không thể nào mà làm khó được chiếc máy này, hay là kể cả với năm 2019 này những cái tựa game kiểu PUBG Mobile này mà nó có cập nhật lên đi nữa thì chiếc iPhone 10 này nó vẫn có thể chiến rất là mượt mà, bởi các bạn biết rồi, những cái tựa game nó đều có một sự tối ưu hóa cực kỳ tốt dành cho nền tảng iOS. Cùng với đó thì chiếc iPhone 10 này cũng mang lại chúng ta một cái màn hình với chất lượng hiển thị cực kỳ tốt. Tuy rằng là cái màn hình của chiếc iPhone 10 này sẽ chỉ có độ phân giải là Full HD Plus mà thôi, nhưng mà nó lại được đánh giá là một trong những chiếc máy sở hữu màn hình đẹp nhất của năm 2017, bởi vì Apple đã tối ưu hóa cái màu sắc cho cái màn hình này nó quá là tốt đi. Thế nên rằng là mặc dù nó là màn hình OLED nhưng mà cái màu sắc của nó lại lên cực kỳ là chuẩn. Và chúng ta sẽ cùng quay sang với chiếc Samsung Galaxy Note 9. Thì với Note 9 mình cũng không cần phải nói quá nhiều rồi, bởi vì đây là một chiếc máy mới chỉ ra mắt vào cuối năm 2018 mà thôi. Thì với chiếc máy này chúng ta cũng sẽ có một thiết kế nó rất là sang trọng, bóng bẩy và hoàn thiện giống tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy Note 8, nhưng chúng ta sẽ được cải tiến một số chỗ. Ví dụ như là ở cái phần cảm ứng vân tay nó sẽ được đưa xuống để chúng ta có thể dễ dàng thao tác hơn này. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có một màn hình lớn với kích thước lên tới là 6.4 inch, nó lớn hơn một chút so với chiếc Samsung Galaxy Note 8, và chúng ta cũng sẽ có độ phân giải 2K mang lại những trải nghiệm về màn hình rất là sắc nét. Và màn hình này cũng sẽ có tấm nền là Super AMOLED mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm về màn hình nó rất là rực rỡ. Nó không giống như là cái chiếc iPhone 10 này, nó sẽ thiên về cái tông màu nó là trung thực nhất. Cái thứ hai là trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 chúng ta cũng sẽ có một cấu hình mạnh mẽ với con chip là Exynos 9810. Chúng ta có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong cho cái phiên bản tiêu chuẩn. Hay là các bạn cũng có thể tùy chọn những phiên bản như kiểu là 8GB RAM và 512GB bộ nhớ trong để có một phiên bản Max Option, nhưng mà mức giá nó sẽ cao hơn một tí so với chiếc máy mà mình đang cầm trên tay đây. Ngoài ra thì ở X Mobile cũng đang có những phiên bản màu nó hiếm hiếm như cả màu bạc này, hay chúng ta cũng sẽ có những chiếc Samsung Galaxy Note 9 phiên bản màu trắng mới ra mắt ở cái đợt Giáng sinh vừa rồi. Thì các bạn có nhiều tiền thì các bạn cứ lựa chọn cho mình cái phiên bản màu là đẹp nhất. Và ở phân khúc tầm giá 16 triệu này thì mình vẫn recommend đến cho các bạn là chúng ta sẽ nên lựa chọn chiếc Samsung Galaxy Note 9 để có những cái trải nghiệm nó ngọt ngào nhất. Bởi vì là với chiếc iPhone 10 này rõ ràng nó có một màn hình đẹp này, chúng ta có một hiệu năng xuất sắc, nhưng mà so về phần tính năng thì nó lại thua chiếc Samsung Galaxy Note 9 này rất nhiều. Như là nếu như các bạn muốn có cái tính năng sạc nhanh thì các bạn sẽ phải đầu tư ra khoảng tầm hơn 1 triệu nữa để mua cục sạc của MacBook hỗ trợ Power Delivery thì các bạn mới có thể sạc nhanh cho chiếc iPhone 10 này này. Và thề với các bạn luôn, nếu như chiếc iPhone 10 này mà không có sạc nhanh á thì các bạn cứ xác định đi, khoảng tầm gần 3 tiếng chúng ta mới sạc đầy được cái quả pin là gần 3000 mAh của nó. Cái thứ hai nữa đó là với chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì chúng ta sẽ có những tính năng về cây bút S Pen rất là thần thánh. Ví dụ như là các bạn có thể dùng nó làm điều khiển từ xa này, hay chúng ta có thể viết vẽ vời ghi chú các thứ lên chiếc máy này cực kỳ dễ dàng, và nó là một công cụ rất cần thiết cho những bạn mà làm nhân viên văn phòng. Cái thứ ba mà trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 này nó tỏ ra nhỉnh hơn so với chiếc iPhone 10 này, đó là đến từ phần camera. Khi mà chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng như là chúng ta sẽ có Super Slow Motion này, hay là chúng ta cũng có thể là tùy chỉnh được độ mờ hậu cảnh sau khi chụp hình xóa phông, thì chúng ta cũng sẽ có Art Bokeh. Những cái tính năng mà trên chiếc iPhone 10 này sẽ không có, mà nếu như các bạn muốn chỉnh được độ mờ hậu cảnh hay là các bạn muốn có những cái tùy chỉnh chuyên sâu về chụp hình xóa phông ấy thì các bạn sẽ phải nâng cấp lên chiếc iPhone 10s hoặc là iPhone 10s Max. Thì đấy đều là những tính năng mà mình cảm thấy là chiếc Samsung Galaxy Note 9 này nó tỏ ra là nhỉnh hơn so với chiếc iPhone 10. Hay là có một tính năng nữa mà trên tất cả những chiếc iPhone sẽ không bao giờ có, đó là về tính năng chụp hình thủ công. Thì với chiếc Samsung Galaxy Note 9 này, ở trong cái chế độ chụp hình thủ công nó sẽ cho chúng ta tùy chỉnh rất nhiều thứ, như là chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái tốc độ màn chập này, chúng ta có thể chỉnh được cái khẩu độ f1.5, f2.4, và chúng ta có rất nhiều cái tính năng hay ho để dùng. Nói chung á, với hai chiếc máy này các bạn cần hiệu năng tốt, các bạn cần một thiết kế sang trọng và chúng ta thích táo thì nên lựa chọn chiếc iPhone 10 với mức giá là 16 triệu. Còn nếu các bạn cần một chiếc máy với nhiều tính năng hay hữu ích như là sạc nhanh, bút S Pen, hay là chúng ta có nhiều tính năng trong camera để vọc vạch cũng như là có hiệu năng tốt thì các bạn có thể lựa chọn Samsung Galaxy Note 9. Nói chung là hai chiếc máy này nó sẽ chỉ có mức giá là xem với nhau mà thôi, tùy theo cái nhu cầu của bạn như thế nào thì các bạn sẽ lựa chọn một chiếc máy phù hợp nhất cho cái nhu cầu của các bạn nhé. Và các bạn đã quan tâm đến hai chiếc máy này thì có thể tham khảo tại X Mobile thông qua đường link mình để phía dưới
dưới phần mô tả của video. Các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của XT Mobile Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.